Hệ thống hỏa tiễn Hỏa Lan thiết lập ở Adana, tin từ Adana. Hệ thống hỏa tiễn Patriot của Hỏa Lan đã được thiết lập nhiều địa điểm khác nhau ở Adana để tăng cường khả năng phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong lúc một số hỏa tiễn được bố trí ở căn cứ không quân Incirlik, một số được bố trí gần phi trường dân sự Adana, cách biên giới Syria khoảng 200 cây số, Hoa Kỳ, Đức và Hỏa Lan đã đồng ý mỗi nước đưa 2 dàn phóng hỏa tiễn Patriot và 400 quân qua Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ nước này đang bị cuộc nội chiến Syria đe dọa và làm nản chí quân đội Syria có thể dùng hỏa tiễn tấn công. Các dàn phóng sẽ sẵn sàng hoạt động vào cuối tháng này. Hệ thống có thể cùng lúc theo dõi 50 mục tiêu và bắn hạ 5 hỏa tiễn. Mỗi dàn phóng cần 85 quân nhân điều hành, cộng thêm với số quân nhân yểm trợ tiếp vận. Các nhà chuyên viên quốc phòng cho biết 6 dàn phóng sẽ bảo vệ những mục tiêu chiến lược quan trọng như các thành phố lớn nằm gần biên giới Syria, các cơ sở quân sự, các cơ sở hạ tầng quan trọng. Biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria dài 900 cây số đã trở thành vùng căng thẳng trong thời gian nội chiến 22 tháng ở Syria. Đạn pháo của quân đội trung thành với ông Bashar al-Assad đã thường xuyên bắn lạc qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Phi cơ chiến đấu của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thường xuyên bay dọc theo biên giới và nhanh chóng cất cánh để chuẩn bị nghênh chiến mỗi khi phi cơ quân đội Syria bay gần tới biên giới.